Xin chào mọi người, mình là Thư, 26 tuổi, hiện mình đang là nhân viên marketing. Thì trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi, mình có tiếp xúc với rất là nhiều F0, trong đấy là đồng nghiệp ở công ty, rồi là thì bạn bè đi ăn uống với nhau ấy. Khi mình biết mình là F1 có nguy cơ cao ấy, và lúc đấy mình cũng có những dấu hiệu như ho với lại đau họng ấy, thì mình đã phải lập tức là xịt họng rồi sát khuẩn hàng ngày. Mình có kết hợp cả xông tinh dầu với lại xúc họng nước bằng nước muối nữa. Thì đến ngày thứ ba mình lên 2 vạch đậm, thì lúc đấy là mình sử dụng xuyên tâm liên 4 viên mỗi ngày kết hợp với lại gói thuốc A của Bộ Y tế. Cho nên là cũng bởi vì vậy các triệu chứng của mình nó nhẹ hơn so với các đồng nghiệp khác. Mình không bị khó thở hay là đau nhức người gì cả. FPO2 của mình thì cũng luôn ổn định. Mình cảm thấy cái quyết định mà mua cái bộ 5 này để trong nhà của mình nó là rất đúng đắn. Vì ngay từ khi mà mình có dấu hiệu ấy, thì mình có thể sử dụng luôn. Mình thấy là anh Trấn Thành và công ty đã ra cái sản phẩm vào cái thời điểm mà dịch bệnh căng thẳng như thế này, thì nó rất là phù hợp với lại những cái người bị F0 điều trị. Vì bây giờ là không còn giãn cách xã hội nữa rồi, cũng không biết là nguồn lây F0 từ đâu vì quá nhiều rồi. Nên là mình nghĩ là mọi người là ai cũng nên là có một bộ sản phẩm bộ 5 chiến binh này trong nhà. Và ngay như bản thân mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ giới thiệu cái bộ này đến cho bạn bè cũng như người thân trong gia đình mình. Rất là cảm ơn công ty và anh Trấn Thành đã ra được cái bộ sản phẩm bộ 5 chiến binh an toàn và hiệu quả trong cái thời gian tình hình dịch bệnh nó căng thẳng như thế này. Chúc anh Trấn Thành và công ty True Natural có thật nhiều sức khỏe để đưa ra những cái sản phẩm hữu ích đến tay người tiêu dùng và người bệnh như mình.